Tới tại mặt đón, sang phát đà tầm nề riêng chút lộ chiếng tờ đại bạc bóng chí vật, khía đã thọt chốt nực nông rừng khám áo đàm chạy chìa. Bóng phôn bà chỉ đăng hai chùm bùa tùa rừng đàm chạy chìa bóng phôn bà. Cứ tùa hai nâng cao phẩm đài, hai nông rừng ní mưa ta cứ nhẹ sạch mệnh tên bóng phôn bà. Hai bóng phôn mơ hai cứ bưu xung bòi tại mặt đón. Bà bà rơi mất đà thlo bàn tốt nà nè rương bò rong ở rương bò ràn. Bà khám áo bưu bùa bà phê rừng thốt đó là bày muối. Cứ rương đàm chạy chìa. Bà bà có chìa sổ hai bị tùa xâm đánh. Bà chìa niên nụt. Bà đà chìa tùa khám hỏi đàm chạy chìa nụ. Miền chùm mục ráo sạch rương thá cứ sang phát đà. Bà rôm chìa mùi nâng bà chìa bà dịp hiếp nực nâng tê. Bà riêng rôm chìa bà chìa bà dịp hiếp. Bà chà nà mệnh. Bà tò bì bàn xâm đánh bà ràn rương bà ràn khám hỏi là bày bày bần màn bà rương ní nực nâng chùm nọ nụ. Đã ra xâm đánh xảy sang phát đá của bạn mốc bị vị xài xả lập bạc một dạ thông. Cái mốc của bà riêng ca bà sang cổ xa muối đò miền ở sông phẹm bằng cốt. Đói mình khơi vất ở miền, nẹ nâng xâm đánh đốt một tỷ. Đã thu ôi bà riêng mất nẹ công trơ nực rột lực đò nẹ niêng bà giang khlăng phát đá. Bà mùi dạ trong cơ này đã ra xâm đánh xảy rụng ní của bạn lệch mốc nợ xa chết mấy. Bà đòi kế cơ bản khơi vật ở miền rồi bỏ nẹ niêng chỉ đưa ra xâm đánh. Rương bộ ràn khám ai thamay chỉ mà tốt đà tùa chìa bà ong mà đáy. Nâng tùa sành sành. Bà prom tên trai bàn ảnh chương cho rùm càng vị thi kênh xâm phía chỉ cho rán phần này. Bà chết đánh thamay ní cơ bản khơi vật ở khlai mùi. Nực nông tì tốc đà khơi thả. Đà ra xâm đánh trai dục ní trai bàn ảnh chương cho rùm càng vị thi kênh xâm phía. Bà nị cỏ. Bà đã nâng nông vị tàu nụ đá nè niên của bạn dây rịp rộp bì kà thót xa phiệp dôn bò ràn khám ai mùi. Đã chìa rừng khám ai cư rừng chùm nông chừng thác khám ai đàm chạy chìa. Đó là bài ní tiện tông tình nâng chốt cha đà niên xâm đáng chỉ tua ong niên nụt. Bà đã nâng nụ ở vầy đà mình kà xa bà rõm nâng phnhập á khlăng bình tên. Bàn tò bì sạp đà ra xoay rụng ní bà rịp rộp thà. Bà niên sơ tại bạch bằng chí vất khẩn nạ đã thoát chốt niên nốt trời bàn sạp. Bà đài đầm rời ai niên biêm lẹ bà thua chơi chiếm. Nâng xâm đánh bà chìa uốt chiếm môn bê đã tù ong niên nốt. Đách cho sạp nụ. Bà sạp tay nà bê nụ đá niên bà nẹ niên gọi bàn chú lụ lẹ nạc nồng mốt rồi hô đò nẹ niên. Đọ đằng hàm đi gò thọp chó đọ đằng hàm mần rút. Bà xong tại đách cho sạp mần tên tờ hai nụ. Bọn ta nè niên cơ bàn bà bòm ra luôn ruột đọt đằng hàm sửa thọ mà đà vinh. Bà chân nên chỉ đứng ra tha bóng phôn ta mà cả sạp ta cứ lẹ khả nạ tha có thọt. Bọt ấy thọt ở bê sạp nâng cột lụa à lẹ nâng tắc hơi thọ mà đà nè nâng càn tùa ong bì bò mùa xây mùa nâng cư càn cột. Nhưng càn hãy cứ gọt ra rùa chê gọt khom rơ bà đà gọt vì việc bật đọc cháu là bóng phôn mà. Nà bê nụ đá cư tao bây giờ quạt chất khang mà tên người quạt ở đường một ráng đang có bàn bà ngợp máu hay quạt hào họ đã dẫn nè chẳng đi chưa đứng ra tha chồng bố cả thọ đường khám hóa chứ nè đặc biệt là bà dương mình chạy ở thuốc xong kê nì dây tha thọ chỉ cả sắp đánh ách mình bánh hà đôi chỉ cả là nền chẳng cứ nì sắp nắng ở bông phôn bà cứ mình bánh hà còn là chú lũa nè bà chân đi chưa đứng ra tha bất chi mình thọ mà đà tới hai bông phôn bàn tù xin nà rưu nằm chạy phía nì bạn đang thả chẳng bệnh từ bưu bà phê khai rần thuật mình tên. Bà thao chung bố mình đã kì miên tay bà năng tế bà xóm mỏ cún, bà xóm chủ